Ngày 21 tháng 4, phường Mậu Khê đã huy động trên 900 người, gồm các ban ngành đoàn thể của phường, cán bộ và nhân dân 12 khu phố tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường suối Cầu Lim. Suối Cầu Lim có tổng chiều dài toàn tuyến trên 10,6 km. Đây là dòng suối tiêu thoát nước tự nhiên, tiêu thoát nước sản xuất của công ty than Mạo Khê TKV và tiêu thoát nước sinh hoạt của nhân dân 12 khu phố gồm khu Vĩnh Sơn, Quang Trung, Vĩnh Lập, đoàn kết Công Đông, Dân Chủ, Vĩnh Trung, Vĩnh Sinh, Vĩnh Thông, Phố 1, Phố 2 và khu Vĩnh Hải. Tại ngày ra quân, các ban ngành đoàn thể của phường Mậu Khê cùng toàn thể cán bộ nhân dân hai bên dòng suối Cầu Lim đã tham gia phát quang cây cỏ dại hai bên hành lang suối, hai bờ tà ly và thu gom rác thải trong lòng suối khối lượng cỏ rác thải thu gom khoảng trên 500 mét khối, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, không vứt các loại rác thải sinh hoạt xuống lòng suối, gây ách tắc ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.